Rồi, ok, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh kathiem.com. Và trong video này mình sẽ giới thiệu một cái sự kiện trên Lazada. Đó là chúng ta sẽ đoán giá sản phẩm Galaxy S9, S9 Plus. Nếu mà anh em đoán trúng thì sẽ được các phần quà như sau. Đó là một giải nhất, một chiếc điện thoại Galaxy A7. Và ba giải nhì, một voucher xem phim CGV miễn phí trong 12 tháng trị giá 3,5 triệu một voucher. Ok, thì các bạn sẽ vào cái trang này để chúng ta sẽ đoán giá. Thì link trang này mình sẽ để ở dưới mô tả video này hoặc là trong comment của video này. Anh em để xuống dưới video này lấy link để chơi. Chương trình này sẽ kéo dài đến hết mùng 3 tháng 3 năm 2018, bắt đầu từ 25 tháng 2 và công bố giải thưởng vào ngày mùng 10 tháng 3. Đây, đã có rất là nhiều bạn chơi rồi, 59 bạn chơi rồi này. Đó, anh em cứ đoán giá này thôi, comment như họ thôi, mình sẽ hướng dẫn qua. Ok, anh em sẽ đoán giá sản phẩm Galaxy S9 và comment một cái số may mắn gồm 5 chữ số. Tại sao phải comment như thế thì mình sẽ giải thích. Giải thưởng sẽ được trao cho khách hàng có kết quả gần đúng nhất với giá công bố của sản phẩm vào ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 3 năm 2018. Trong trường hợp có nhiều khách hàng có kết quả đoán giống nhau và giống với giá công bố thì Lazada sẽ lựa chọn người thắng dựa vào kết quả sổ số thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mùng 3 tháng 3. Trong trường hợp khách hàng có kết quả đoán chính xác và cả trùng nhau về mã số nữa thì Lazada sẽ tiến hành chọn ngẫu nhiên trên trang web random.org. Ok, bla bla, trong 3 ngày khi có ai trúng thưởng thì các bạn sẽ gửi thông tin cho họ thôi. Và để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn sẽ gọi vào số 1900 1007. Ok, và ngoài cái chương trình đoán giá Samsung thì chúng ta sẽ có cái chương trình khá là hấp dẫn khác. Đó là các bạn sẽ được trải nghiệm tận tay cái sản phẩm Samsung Galaxy S9 và S9 Plus tại nhà, nhưng mà chỉ áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và các bạn có thể đăng ký ngay từ bây giờ. Hạn đăng ký sẽ đến ngày 10 tháng 3 năm 2018. Đó, đầu tiên là đăng ký này, thứ hai là Lazada sẽ gọi điện cho bạn và xác nhận này, thứ ba là họ sẽ mang sản phẩm đến cho bạn để bạn sử dụng thử. Và quá hay luôn. Nhưng mà cái này chọn ngẫu nhiên nhá, ai may mắn thì sẽ được. Ok, các bạn sẽ đăng ký ở đây, cũng ở cái trang tham gia đoán giá sản phẩm này thôi. Tham gia nhóm một mã giảm giá.com để nhận mã giảm giá và các tin khuyến mãi hot, hoặc nhóm kathiem.com để săn hàng giá rẻ. Link nhóm ở mô tả hoặc trong comment. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu hai sự kiện khá là hấp dẫn trên Lazada. Đầu tiên là đoán giá sản phẩm S9 và S9 Plus để trúng điện thoại Samsung A7 hoặc là vé xem phim CGV, xem cả năm luôn. Và thứ hai là được trải nghiệm S9, S9 Plus tại nhà. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất của mình. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Và một câu nói quen thuộc, chúc anh em may mắn. Nếu mà chúng A7 hay là CGV thì phải dẫn app đi xem phim đấy nhá.